Những điều trùng hợp ngẫu nhiên và thật thú vị về ba đức tổng giám mục hiện tại của Giáo hội Việt Nam. Giáo tỉnh Hà Nội là Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giáo tỉnh Huế là Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Giáo tỉnh Sài Gòn là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Một cả ba Đức Tổng đều có thánh bổn mạng là Thánh Giuse, có người nói vui là Giáo hội Việt Nam đang được điều hành bởi Thánh cả Giuse, mà đã là Thánh cả Giuse điều hành. Thì chúng ta sẽ chỉ việc ăn ngon ngủ yên, có khó khăn gì, cứ giao cho Thánh Giuse, Ngài sẽ liệu, ngẫm đi nghĩ lại thì điều này có lý. 2. Cả ba Đức Tổng đều xuất thân từ miền Bắc, cái nôi của đạo Công giáo tại Việt Nam, lần lượt là Hải Phòng, Thanh Hóa và Phát Diệm. Và cả ba Đức Tổng đều sinh ra tại các giáo xứ lớn, có truyền thống sống đạo sâu sắc và sầm uất, lần lượt là Kẻ Sạt, Ba Làng và Phúc Nhạc. Bốn, ba Đức Tổng đều sinh vào những thập kỷ nối tiếp nhau là 4X, 5X, 6X. Đức Tổng Linh, sinh năm 1949, Đức Tổng Năng, sinh năm 1953, Đức Tổng Thiên, sinh năm 1960, nếu lấy tuổi các ngài cộng lại, thì trung bình mới chỉ là 65, đây là hàng ngũ tổng giám mục trẻ nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Năm, cả ba Đức Tổng đều đang trong ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, lần lượt là Phó Tổng Thư ký, Chủ tịch và Phó Chủ tịch. 6. Cả ba Đức Tổng đều có trình độ về kiến thức và đạo đức. 7. Cả ba Đức Tổng đều mang tên không có dấu. 8. Cả ba Đức Tổng đều có học vị tiến sĩ, hoặc thần học hoặc triết học tại nước ngoài. 9. Cả ba Đức Tổng đều được cộng đoàn yêu mến, ngưỡng mộ và kính trọng cách đặc biệt. 10. Ba Đức Tổng lần lượt chính thức nhận tòa tổng giám mục của mình vào các năm liên tiếp là năm 2017, năm 2018 và năm 2019. Ngoài ra thì, hai vị mang họ Nguyễn, một vị mang họ Vũ, hai vị du học Pháp, một vị du học Ý, hai vị từng di cư vào Nam, một vị ở quê nhà, hai vị luôn tự do, một vị từng đi tù, hai vị sinh tháng 11, một vị sinh tháng 10, hai vị sống xa quê, một vị sống gần quê, hai vị nhận tòa tháng 12, một vị nhận tòa tháng 1, hai vị có khẩu hiệu là phục vụ, một vị có khẩu hiệu là nên một. Với những điều trùng hợp hoặc thú vị trên, chúng ta cùng hy vọng Giáo hội Việt Nam sẽ viết nên một trang sử vẻ vang trong tương lai gần. Với những điều trùng hợp hoặc thú vị trên, chúng ta cùng hy vọng Giáo hội Việt Nam ngày càng thấm nhuần tin mừng của Chúa để biết hiệp nhất và yêu thương nhau. Với những điều trùng hợp hoặc thú vị trên, chúng ta cùng hy vọng dân chúng Việt Nam ngày càng nhận biết Chúa. Với những điều trùng hợp hoặc thú vị trên, chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện, xin Chúa luôn chúc lành cho giáo hội chúng ta, ngày một thăng tiến cả về phần chất và phần lượng. Để danh Chúa được ngày càng cả sáng, nước Chúa được ngày càng trị đến, và ý Chúa được ngày càng thể hiện dưới đất cũng như trên trời, tại quê hương Việt Nam thân yêu. Trích nguồn từ trang web tin tức Công giáo tổng hợp mới nhất về Giáo hội Việt Nam của tác giả Giuse Kích.